Mời bạn xưng tên lớp và giới thiệu chuyên đề của mình. Dạ, em xin chào thầy và các bạn. Thầy xin nhận định em tên là Lê Nhật Minh, từ nhóm nhất của lớp IBK48. Thì hôm nay em xin đại diện nhóm và lớp mình để trình bày cho mọi người về chủ đề The Lucky. Thì The Lucky được định nghĩa nó là một từ ngữ y khoa dùng để chỉ sự phát triển tổng hợp của tuyến vú thứ cấp ở nữ giới trong giai đoạn tuổi dậy thì. Sai rồi. Hồi nãy thầy đã nói rồi, 99,99% các bạn khi yêu cầu trình bày thơ lá kia đều nói là sự dạy dỗ anh nữ. Sao ấy? Mà hồi nãy thầy bước vô lớp là thầy đã nói liền rồi đó. Nam nữ từ 8 tới 13 tuổi. Tiếp tục được không? Hay là bị tiếng quỳ thi đấu? Nhớ nha, hai chứ không phải là chỉ có nữ. Thì có một số trường hợp tiếng gặp là nó sẽ phát triển sớm hơn hoặc là có ở nam nữa. Thì câu thứ hai là nguyên nhân thì là do estrogen được tiết ra từ tuyến sinh dục, và đó là phần một phát triển lớn hơn. Ngoài ra có một số nguyên nhân nào đó làm cho lượng estrogen tiết ra nhiều hơn của lượng androgen, như là một số vấn đề bệnh lý.